Hôm nay Vua Xe xin hân hạnh giới thiệu một siêu phẩm, đó là mẫu xe Aston Martin Vanquish. Mẫu này tỷ lệ 1.24 và được Wesley sản xuất. Rồi mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đây là phần hông xe này. Để dễ dàng hình dung thì tôi có một cái đồ vật để so sánh, đó chính là chiếc bút. Chúng ta nhìn về cái trên video thì nó có vẻ là không bằng nhau đâu, nhưng mà tôi thực tế ra thì phần đầu của xe với lại đầu của bút nó đang ngang hàng nhau đấy. Nghĩa là chiếc bút này thì sẽ ngắn hơn chiếc xe khoảng 5 phân. Đấy, để mọi người dễ hình dung và so sánh. 5 phân thì cũng tương đương với lại chiều cao của cái chiếc Vanquish này rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ mời mọi người xem chi tiết cái mẫu siêu mô hình này. Đầu tiên thì tôi sẽ quay vòng quanh chiếc xe để mọi người cùng khám phá như nào. Sau đó thì chúng tôi sẽ đánh giá chi tiết về cái mẫu xe mô hình này. Các bạn nào quan tâm đến mẫu xe mô hình thì hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 070 228 5999 để Vua Xe sẽ có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn. Nếu các bạn cảm thấy kênh Vua Xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot. Đây là phần đầu xe này, phần đầu xe với cụm đèn pha đặc trưng của cái dòng Aston Martin này. Đây là hốc gió này, hốc gió thì có những cái thanh mạ chrome. Mọi người thấy ạ, thanh mạ chrome ngang theo cái hốc gió. Trên nắp capo thì có những cái đường vân dập nổi và có một cái điểm nhấn dọc theo cái nắp capo. Đây là khi chúng ta mở nắp capo lên này. Mọi người nhìn thấy cái khoang động cơ chưa ạ? 6.0 V12. Nhìn ở khoang động cơ của mẫu xe này rất là gọn gàng, được bài trí đẹp và bắt mắt. Đó. Tôi vừa hạ cái nắp capo xuống. Chiếc xe này thì được đúc bằng kim loại nguyên khối nhá. Thân xe thì sẽ là đúc kim loại nguyên khối. Lốp xe thì được làm bằng cao su tự nhiên, thể hiện chi tiết về cả cụm la răng. Ở bên trong có cụm phanh đĩa và mọi người nhìn thấy cái phanh đĩa đấy ạ, và cái đĩa xe, phần đĩa xe này. Xe này thì có thể điều chỉnh được cốc bánh xe. Để tôi sẽ hướng dẫn mọi người xem cách điều chỉnh cốc bánh xe là như nào. Đây, tôi mở cửa ra. Mở cửa ra thì chỉ có phần cánh cửa thôi, còn xe này thì sẽ không có full kính. Đây là gương đấy này, dừng xe này. Đây là đánh lái này, tôi sẽ gửi mọi người cái chi tiết phần đánh lái. Đánh lái là như nào ạ? Khi chúng ta điều chỉnh cái vô lăng thì góc bánh xe cũng như là sẽ điều chỉnh theo một góc theo cái vô lăng mà chúng ta đánh. Khi chúng ta điều chỉnh cái vô lăng đánh lái trái, đánh lái phải thì cái góc bánh xe cũng sẽ điều chỉnh theo. Mọi người thấy chưa? Đấy, gọi là xe đánh lái. Xe đánh lái thì sẽ thông thường là sẽ không có đèn và nhạc. Chúng tôi đóng cửa xe lại. Đây là gương này. Còn đây là tay nắm cửa. Có một cái phần hốc gió ở bên hông xe, được mạ chrome dọc theo cái đến cái phần cửa xe. Đây là cái bánh sau. Chiếc xe này thì có cái nội thất màu đen, nội thất tông màu đen, nội thất thì bằng nhựa cao cấp nhé. Thân xe thì được bằng làm bằng kim loại nguyên khối, còn nội thất thì bằng nhựa cao cấp, lốp xe bằng cao su tự nhiên. Phần đuôi xe đấy ạ, đuôi xe thì có logo của Aston Martin. Đây là cái tên của cái sản phẩm Vanquish, Aston Martin Vanquish.
Đấy, mọi người thấy ạ, cả dưới này. Ống xả thì ống xả dưới gầm xe có hai ống xả. Đây là cụm trang trí về cái đèn hậu. Phần nắp capo đấy ạ. Nắp capo thì quên xin lỗi các bạn, đây là phần nóc xe. Nóc xe thì không có cửa sổ trời và cũng được sơn màu xanh. Ở phần đuôi xe thì có kính. Kính ở phía sau. Trên đây thì chúng tôi đánh giá mẫu xe mô hình Aston Martin Vanquish 1.24 có giá là 429.000. Các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì rất mong quý vị và các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 070-228-5999 để Vua Xe sẽ có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn. Và các bạn có thể đăng ký kênh Vua Xe trên YouTube hoặc là trên Facebook để theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật đến từng sản phẩm về cái mẫu xe mô hình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.